Hyundai Kona 2023 chính thức ra mắt với thiết kế táo bạo, chờ ngày giới thiệu tại Việt Nam. Trước vài ngày lễ Giáng sinh, Hyundai đã giới thiệu mẫu xe Kona 2023, với thiết kế lột xác cùng với đó là việc bán ra các phiên bản ICE, Hybrid, EV và N-Line. Sau nhiều hình ảnh bị bắt gặp trên đường, hay được vận chuyển bằng xe cứu hộ, cuối cùng, chiếc xe Hyundai Kona thế hệ mới cũng đã được hãng xe Hàn Quốc trình làng trước lễ Giáng sinh, chỉ còn có 5 ngày nữa. Điều này cho thấy Hyundai đã đẩy nhanh tiến độ ra mắt xe Kona 2023 trước vài tháng so với dự kiến. Hyundai Kona thế hệ thứ 2 có thiết kế lột xác mang tính tương lai và chắc chắn trông cao cấp hơn nhiều so với thế hệ đầu tiên. Được biết, Hyundai Kona thế hệ thứ 2 sẽ được bán ra với các phiên bản là ICE, Hybrid, EV và N-Line. Hiện không rõ là Hyundai Việt Nam đã có kế hoạch nào mang Kona 2023 về nước giới thiệu hay chưa, nhưng Creator đang bán trong nước đang là rào cản để Kona xuất hiện. Ở mỗi biến thể sẽ có ngoại hình hơi khác nhau, nhưng nhìn chung, tất cả Kona 2023 đều được Hyundai xây dựng hình ảnh mũi cong, với đèn LED thanh mảnh kéo dài gần như toàn bộ chiều rộng của xe. Biến thể EV sẽ dựa trên điều này với phiên bản ánh sáng pixel, và được kết hợp với bánh xe hợp kim 19 in. Các phiên bản ICE và Hybrid có vẻ ngoài chắc chắn hơn, khi chúng có tấm ốp thân xe bằng nhựa thể thao, và cản trước hầm hố hơn với các cửa hút gió hình tam giác dường như bị chặn lại. Ở phiên bản Hyundai Kona N-Line có cản trước và sau độc đáo, ốp hông màu bạc và bánh xe hợp kim 19 in đặc biệt. Mẫu xe này cũng có thể được trang bị gương đen và mui xe màu đen, để tạo điểm nhấn. Hyundai cho biết, không giống như hầu hết các loại xe khác, họ bắt đầu thiết kế Kona EV trước tiên và sau đó là các biến thể ICE, Hybrid và N-Line. Công ty cho biết cách tiếp cận độc đáo này, cho phép Hyundai mang tư duy thiết kế lấy công nghệ làm trung tâm cho tất cả các biến thể của Kona. Các thông số kỹ thuật chi tiết hơn sẽ được công bố trong những tháng tới, nhưng Hyundai cho biết chiếc Kona thế hệ thứ 2 có chiều dài 4.355mm, dài hơn 150mm so với người tiền nhiệm, khoảng cách giữa các bánh xe tăng thêm 60mm, trong khi chiều rộng hơn 25mm. Điều này sẽ tạo ra một nội thất rộng rãi với thêm chỗ để chân cho hàng ghế sau. Nói về nội thất, khoang lái đã được nâng cấp đáng kể khi nó nhận được sự thay đổi lấy cảm hứng từ mẫu xe thuần điện Ion EQ5 với cụm đồng hồ kỹ thuật số có kích thước 12,3 inch kết hợp với hệ thống thông tin giải trí 12,3 inch quá phù hợp cho người dùng trải nghiệm. Ở những nơi khác, có bảng điều khiển nổi và ngăn xếp trung tâm cong với nhiều loại điều khiển vật lý. Cần số cũng đã được di rời vì nó hiện nằm trên cột lái để mang lại bố cục gọn gàng và thêm không gian cho đồ đạc trong đường hầm trung tâm. Thông số kỹ thuật của Hyundai Kona 2023 cũng sẽ sớm được công bố, nhưng các tùy chọn hệ thống chuyển động dự kiến sẽ lặp lại, với động cơ 4 xi lanh 1,6 lít hybrid cho công suất kết hợp là 139 mã lực và mô men xoắn 264 Nm. Kona EV có thể có gói pin 64,8 kW cung cấp năng lượng cho động cơ điện 201 mã lực. Điều này có thể cung cấp cho chiếc xe Kona thế hệ mới một phạm vi hoạt động khoảng 407 km rồi mới sạc đầy pin.